Bạn đã đến với kênh video của Mẹ Mình Sơn. Hôm nay là ngày 25 và chúng tôi về cực kỳ nhiều mũ. Các bạn có thể thấy được, đây là mũ cắt cỏ. Chúng tôi về số lượng là 3.000 cái. Các bạn có thể thấy được 3.000 cái mũ cắt cỏ, cực kỳ nhiều. Và việc sử dụng mũ cắt cỏ thì giúp chúng ta trong cái quá trình sử dụng thì các bạn sẽ an toàn hơn, bảo vệ an toàn hơn phần đầu não. Tức là sao, khi các bạn dùng mũ thì cái vật dụng khi các bạn sử dụng, ví dụ như cỏ kiếc, nó không bắn, hoặc là vô tình các bạn chém vào đá nó sẽ không bắn vào mặt, không bắn vào đầu chúng ta, an toàn hơn cho người sử dụng. Đối với việc các bạn sử dụng một cái máy, cho dù có chuyên nghiệp hay là dùng không chuyên nghiệp gia đình, thì việc bảo vệ an toàn bao giờ cũng đặt lên hàng đầu và trên hết. Đây là rất là nhiều mũ cắt cỏ tại điện máy Bình Sơn và chúng tôi hôm nay về các bạn thấy cực kỳ nhiều, rất nhiều luôn, 3.000 cái. Các bạn tưởng tượng 3.000 cái mũ, siêu nhiều. Và bây giờ chúng tôi đang, hàng nó vừa về xong và bây giờ chúng tôi đang chuyển hàng lên trên sàn. Cái mũ thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn tương đối nhiều rồi, thì nó sẽ bao gồm các cái chi tiết như kiểu là, thứ nhất ở đây là cái tai này để bắt giữa chóp và cái phần lưới mũ, và cái phần đây là phần chóp mũ. Cho mũ thì các bạn có thể tưởng tượng được cái mũ này nó như kiểu cái mũ công trình ấy, mũ của dân công trình sử dụng bình thường thôi, chứ không có cái gì nó quá là đặc biệt. Đây các bạn có thể thấy được cái mũ đây. Đây là cái mũ cắt cỏ và nó có một cái quai mũ. Đây là phần quai mũ. Và tất nhiên rồi, trước mặt cái quai này nó sẽ có một cái lưới hoặc kính, thì cái đấy tùy option chúng ta chọn, thì các bạn có thể lắp vào và chúng ta đội khi trong quá trình sử dụng, cũng cực kỳ an toàn cho chúng ta luôn. Tức là cái phần mũ này, thứ nhất là nó vừa che mưa che nắng, tức các bạn trong cái thời tiết bây giờ nó đang rất là nắng nóng, các bạn đi ra ngoài các bạn lao động, thì cái mũ này cái chóp mũ này nó sẽ bảo vệ cho các bạn đỡ nắng nóng. Rồi thứ hai là cái phần lưới chắn hoặc là kính chắn ở phần trước mặt, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể là tránh được cỏ, rồi là con vi khuẩn vi trùng. Ví dụ như các bạn cắt vào những cái bụi cây, nó có những cái con vi, nhưng có những cái như con côn trùng ấy, thì có thể nó bay, nó sẽ bắn vào và nó đốt các bạn, thì cái lưới nó sẽ giúp các bạn gọi là an toàn một phần nào đó. Tất nhiên rồi, mũ thì nó sẽ không có tính chất an toàn tuyệt đối. Cái này là chúng ta bảo vệ cái tính mạng của chúng ta, rồi bảo vệ cái sự an toàn của chúng ta ở mức độ tương đối thôi, nó không thể nào tuyệt đối được. Nên các bạn hoàn toàn lưu ý, số lượng hàng của chúng tôi thì về siêu nhiều luôn. 3.000 chiếc. 3.000 chiếc các bạn ạ. Rất nhiều. Siêu nhiều. Đây cũng là tai. Những cái thùng này là thùng chóp nón. Và các bạn có thể thấy được chúng tôi đang di chuyển ốc xếp nó lên trên sàn. Mũ thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn khá là nhiều rồi, rất là nhiều video rồi. Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn để các bạn có thể tưởng tượng được cái mũ như nào. Bây giờ chúng tôi đang bốc xếp lên trên tầng. Các bạn thấy kho bãi chúng tôi rất là sẵn hàng, cực kỳ nhiều hàng luôn. Lên hết luôn. Anh lái gì ông hết góc rồi này. Lên nữa đi. Anh thọ lôi cái ra cho nó lấy góc xoay lốp rồi, nó không vào lốp rồi. Ném lên trên. Rồi. Chạm. Lùi ra. Các bạn có thể thấy được kho nó khá là rộng, nhưng mà chúng tôi để kín hàng rồi nên là cái việc mà chuyển hàng nó rất là khó. Đây là 3.000 chiếc mũ chúng tôi về để phục vụ khách. Các bạn có thể thấy được lượng hàng rất là nhiều.
Thì nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ với Điện máy Bình Sơn thì số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099. Giá mua tại Điện máy Bình Sơn thì chúng tôi bán thì mang tính chất phục vụ thôi, 105.000 nhá. Bây giờ giá là 105.000. Nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ với Điện máy Bình Sơn nhá. Tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.